Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phước Mà Vlog. Các bạn ơi, mình đang ở trên rất là cao nha các bạn nha. Đây ở cầu đất, đồi trà cầu đất, nhưng mà mình không có qua đồi trà. Ở đây là gần chợ cầu đất. Buổi sáng mình đi nhiều tầng mây rất là đẹp các bạn ạ. Đây mình ra phía xa xa nha các bạn nha. Có nhiều tầng mây rất là đẹp, bây giờ vẫn còn mây. Rất là nhiều cặp đôi đang chụp hình vòng vòng ở đây, nhưng mà vì quá vội với lại đi xe của mình quá nặng nên là mình không thể dừng lại được các bạn. Ở đây muốn xem một căn nhà rất là tốn nhiều tiền nha các bạn nha, rất là tốn nhiều tiền, tại vì vật liệu thì cũng rẻ nhưng mà tốn nhiều tiền là mua đá đồ đó các bạn, tại vì nó rất là cao chập chùng, nó không có thăng bằng như ở đồng bằng vùng miền khác. Ở đây núi không mà các bạn, hãy xây ta ly đồ tốn rất là nhiều đá đó nha. Trời ơi, đẹp lắm các bạn ơi. Lúc sáng mình không có quay được cảnh buổi sáng chứ thật sự cảnh rất là đẹp luôn. Thời của Pháp thì nó xây ở trên thành phố Đà Lạt vậy đó các bạn, xây biệt thự ít khi mà xây nhà cấp 3, cấp 4 đa số là biệt thự không à các bạn ơi, nhà nào cũng biệt thự hết nha, đa số là biệt thự, tất cả đều xây phong cách của người Pháp hồi xưa xây ở thành phố Đà Lạt đầu tiên đó là biệt thự, giống như là biệt thự ma Đà Lạt đó các bạn, đã ghé thăm chưa, đó là biệt thự cổ nhất ở thành phố Đà Lạt luôn, là biệt thự ma đó các bạn nha. Đẹp, cảnh đẹp rồi, nhà cũng đẹp mà cái xanh, cỏ xanh, mọi thứ đều xanh rất là trong lành. Bây giờ mình sẽ đi tiếp chặng đường của mình nha. Bây giờ mình sẽ đi về nhà của mình. Và từ đây đi về nhà của mình là tương đương 35 cây số nha các bạn. Là mình vẫn đi vẫn về là 70 cây số đó. Có khi mình đi xa hơn như thế nữa, có ngày mình chạy hơn 100 cây số. Đó là để kiếm con khô kiếm gạo thôi nha các bạn nha. Các bạn ơi, nếu các bạn thấy yêu thích kênh của mình hãy bấm